Như Khang và Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Đài truyền hình Việt TV Radio. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên cùng với Thi Nhung. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh là một bản tin đánh đi từ Cà Mau cho biết bắt giữ được nhóm đối tượng giữ người trái phép. Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3, lực lượng Cảnh sát Cộng sản Việt Nam 113 đã nhận được tin báo về việc anh Tô Đăng Khoa, cư dân ở ngụ ở huyện Đầm Dơi, đang bị Bành Quốc Đinh sinh năm 1992, cư ngụ ở thành phố Cà Mau, là nhân viên của quán bar Gold Ship bắt giữ, đồng thời yêu cầu gia đình mang số tiền 5 triệu đồng đến để chuộc về. Công an tỉnh Cà Mau cùng các lực lượng chức năng đã mai phục ập vào một phòng trọ cho thuê tại khu vực khóm 3, phường 6, bắt quả tang Đinh đang nhận số tiền là 5 triệu đồng từ người quen của anh Khoa. Tại hiện trường, ngoài Đinh ra thì lực lượng còn mời 4 đối tượng khác có liên quan, thu giữ 2 mã tấu, 1 xe mô tô và một số tang vật khác. Đinh thừa nhận rằng đã thực hiện hành vi khống chế bắt giữ anh Khoa để yêu cầu đòi tiền chuộc. Trong khi đó, thì bản tin từ Cần Thơ cho biết bắt quả tang ổ ma túy trong khách sạn. Tối ngày 31 tháng 3, Công an quận Bình Thủy phối hợp với lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính và Công an quận Ninh Kiều để kiểm tra một khách sạn ở phường An Khánh, bắt quả tang 5 người thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ, trái phép chất ma túy tại một căn phòng ở lầu 1. Tại hiện trường, qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 19 gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy, hơn 26 triệu đồng tiền mặt, cân tiểu ly, dụng cụ để sử dụng ma túy và các tang vật khác. Công an quận Bình Thủy cho biết đây là đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy đá từ Sài Gòn về Cần Thơ tiêu thụ. Qua công tác phá án, đến nay Công an quận Bình Thủy đã bắt tổng cộng 11 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy đá. Hiện sự việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Hai chiếc xe đã cháy rụi sau tai nạn. Từ cú va chạm trực diện với xe ngược chiều, hai xe cùng bốc cháy và một người chết thảm dưới gầm xe. Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại Quảng Ngãi. Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 31 tháng 3, Nguyễn Hữu Hiền, 17 tuổi, chạy xe mô tô từ Bắc vào Nam, đã va chạm vào xe tải do tài xế Ngô Anh Khôi chạy ngược chiều trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức điều khiển. Đám cháy đỏ rực cao hơn 3 mét, khói tỏa mù mịt và lan rộng ở khu vực ngã ba quốc lộ 1, giao nhau với tuyến tránh Mộ Đức đã gây tắc nghẽn giao thông 30 phút. Vụ tai nạn khiến cho anh Hiền tử nạn tại chỗ, xe máy và phần đầu cabin xe tải bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều mảnh vỡ của xe máy văng tung tóe trên quốc lộ 1. Đoạn đường tránh trên thường xảy ra nhiều vụ cháy xe hơi trong thời gian vừa qua. Trong khi đó, thì tại Sài Gòn, nam thanh niên bị một nhóm người sát hại. Sáng ngày 1 tháng 4, Công an quận Nhất phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Sài Gòn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một thanh niên bị đánh tử vong trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu cho biết, rạng sáng cùng ngày, một nhóm người cầm hung khí tấn công thanh niên khoảng 27 tuổi tại hẻm trên đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận Nhất. Nạn nhân bị mất nhiều máu, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, thanh niên đã tử vong. Riêng nhóm người sau khi gây án đã rời đi. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Nhất đã bảo vệ hiện trường, trích xuất camera, ghi nhận lời kể của nhân chứng, truy xét nhóm nghi can gây án. Hơn 140 tỷ đồng trùng tu nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn. Thưa quý vị, sau hai lần lạc quyên thì các giáo xứ đã đóng góp được 71 tỷ đồng, trong khi kinh phí dự trù để tu sửa nhà thờ Đức Bà hơn 140 tỷ đồng. Mới đây nhất, nhân dịp thứ tư lễ tro, cố tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc đã có thư kêu gọi giáo dân đóng góp đợt tiếp theo để phục vụ việc trùng tu nhà thờ chính tòa của tổng giáo phận. Nhà thờ Đức Bà xây dựng năm 1877, hoàn thành sau 3 năm và được Tòa Thánh Vatican phong hàm Tiểu Vương Cung Thánh Đường từ năm 1959. Không chỉ với người dân thành phố, nhà thờ Đức Bà còn là điểm tham quan của rất nhiều khách du lịch quốc tế. Được biết, mỗi ngày có hàng trăm đoàn khách nước ngoài đến tham quan, dự lễ tại Thánh Đường này. Tuy nhiên, sau 140 năm qua, nhà thờ đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nên Tổng giáo phận thành phố Sài Gòn muốn đại trùng tu công trình này. Bản tin từ Nghệ An cho biết không có trường mầm non, hơn 600 trẻ phải ở nhà. Thưa quý vị, bà Hải ở xã Quỳnh Lộc có 3 đứa cháu, đến tuổi đi mẫu giáo năm ngoái, đến trường đăng ký nhưng không được chấp nhận. Không chỉ riêng bà mà nhiều hộ dân ở xã Quỳnh Lộc đã phản ánh hơn 2 năm nay, hàng trăm trẻ đến độ tuổi đi học mầm non đều phải ở nhà vì không có trường học.
Trong khi đó, thì gần đây chính quyền xã lại đầu tư hơn 6 tỷ đồng xây dựng mới đoạn đường nhựa liên thôn 2 cây số. Người dân cho biết đoạn đường này đang tốt, còn sử dụng được. Tiền dùng vào việc này nên đầu tư xây trường học. Lý giải việc dùng tiền hàng tỷ vào việc làm đường xây vì xây trường, thì Chủ tịch xã Quỳnh Lộc cho rằng làm đường nằm trong danh mục chương trình xây dựng nông thôn mới. Để xã về đích nông thôn mới thì bắt buộc phải hoàn thành con đường. Qua đây cho thấy được cái gọi là bệnh thi đua thành tích ở chế độ Cộng sản Việt Nam, trong khi cuộc sống của người dân vẫn chưa được quan tâm thiết thực. Che đậy thông tin với người dân, cán bộ xã đã cấp bò giống cho nhau. Thưa quý vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản kết luận việc xã Triệu Độ cấp 10 con bò giống cho cán bộ và người nhà cán bộ xã là sai quy trình. Đặc biệt, sau một tháng nhận bò thì 5 con đã bị bán cho lò mổ. Được biết, cuối tháng 12 năm ngoái, hai xã Triệu Vân và Triệu An có 13 hộ không có nhu cầu nên đã dư ra 13 con bò giống. Và lúc này, ông Hồ Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triệu Độ, đã nói với nhiều cán bộ xã gọi điện thoại cho người thân có nhu cầu nuôi bò thì nộp tiền đối ứng 4 triệu đồng. Hai tiếng sau, vị Phó Chủ tịch xã đã nhận được danh sách của 10 người, trong đó có 3 cán bộ xã và 4 người thân của cán bộ xã. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kết luận, việc cấp bò của xã Triệu Độ không thông báo rộng rãi cho toàn dân, mà chỉ thông báo đến một số cán bộ xã và người thân. Sở Nông nghiệp đề nghị huyện Triệu Phong xử lý nghiêm các sai phạm này. Trong khi đó, thì việc tăng vé máy bay từ ngày 1 tháng 4. Từ ngày hôm nay, 1 tháng 4, cụ thể đối với hành khách là trẻ em từ trên 2 tuổi cho đến 12 tuổi, thì hãng hàng không Vietnam Airlines đã tăng giá vé máy bay từ 75% lên đến 90%. Riêng hãng hàng không Vietjet sẽ tăng các loại phí đổi tên, đổi chuyến hoặc là đổi ngày bay, cũng như đổi hành trình và hoàn vé, bảo lưu tài khoản, chi phí, chọn chỗ ngồi trên máy bay. Ngoài ra, thì các sân bay nhóm A như sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, sân bay Tân Sơn Nhất và Phú Quốc đã tăng giá phục vụ thêm 5.000 đồng một khách đối với các chuyến bay quốc nội. Giá dịch vụ soi chiếu an ninh cũng được tăng lên. Hành khách đi chuyến bay nội địa phải trả thêm 5.000 đồng một lượt soi chiếu so với mức thu 10.000 đồng một lượt hiện tại. Đây là đợt tăng giá dịch vụ mặt đất lần thứ 3 theo lộ trình được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Lộ trình tăng giá các dịch vụ này được thực hiện theo 4 đợt bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2017. Uber rút lui, Phương Trang rót hơn 2.000 tỷ để cạnh tranh với Grab. Thưa quý vị, Phương Trang cho biết rằng đã đầu tư 100 triệu Mỹ Kim, tương đương với hơn 2.200 tỷ đồng, vào ứng dụng Vivu và đổi tên thành Vato để cạnh tranh với Grab, lấp chỗ trống của Uber. Ông Nguyễn Trí Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang, xác nhận thương vụ này là quyết định mua Vivu và đổi tên thành Vato để tạo một hệ sinh thái thương mại điện tử. Ông Dũng thừa nhận hệ thống taxi với hàng trăm chiếc của Phương Trang đang làm ăn thua lỗ. Tuy nhiên cho rằng tình hình sẽ được cải thiện khi công ty ứng dụng công nghệ quản lý mới bằng việc đầu tư này. Động thái này của Phương Trang được đưa ra sau khi Grab mua lại toàn bộ Uber ở Đông Nam Á, gây lo ngại lên sự độc quyền của hãng công nghệ có trụ sở tại Singapore này. Thưa quý vị, tiếp tục lại xảy ra vụ cháy ở các chung cư ở Sài Gòn. Chiều ngày 1 tháng 4, người dân sống tại chung cư Park Spring, quận 2 ở thành phố Sài Gòn đã nhìn thấy khói bốc lên dữ dội kèm theo mùi khét. Lửa cháy lớn khiến nhiều người tháo chạy ra khỏi chung cư và thoát thân. 4 xe cứu hỏa và xe thang cùng hàng chục nhân viên chữa cháy đã đến hiện trường. Lãnh đạo phòng cháy chữa cháy quận 2 cho biết vụ cháy xảy ra tại một căn hộ ở tầng 8. Chất cháy chỉ là những vật dụng trong nhà. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được làm rõ. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Việt Nam thành đến tỉnh. Dư Khang và Thi Nhung kính chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.